Kim Ngân học rất giỏi, học cao, chịu khó và có bằng cấp đàng hoàng. Mới đây nhất, tại chương trình nghệ thuật của Kim, nghệ sĩ cải lương Phượng Mai cũng chia sẻ thêm, đúng là gần đây tôi có coi kênh YouTube của Thúy Nga và lần đầu tiên thấy cô ấy khóc khi giúp đỡ người khác. Tôi bất ngờ lắm vì Thúy Nga là một vai diễn hài, chuyên giải trí, làm người ta vui, đến chính mình lại khóc. Tôi xem những clip đó vô cùng cảm xúc, huống hồ khán giả. Về trường hợp Kim Ngân, cô ấy không xa lạ gì với tôi. Ngày xưa tôi vẫn đi show chung với Kim Ngân mà, đi khắp châu Âu, cô ấy giống như một người mẫu. Mặc quần áo nào cũng đẹp, Kim Ngân còn chơi chung với con gái của tôi nữa. Đến bây giờ, dáng Kim Ngân vẫn đẹp dù có tuổi, có lẽ do Kim Ngân đi bộ mỗi ngày, lang thang khắp phố phường. Kim Ngân học rất giỏi, học cao, chịu khó học và có bằng cấp đàng hoàng. Mỗi lần tới nhà tôi chơi, Kim Ngân đều ngồi nhảy xuống thảm chơi với con gái một cách tự nhiên, dễ thương lắm. Bẵng đi một thời gian, mọi người đều bận đi show, rồi đùng một cái thấy Kim Ngân bị như vậy. Không ai ngờ đến, giờ Kim Ngân vẫn còn nhớ tôi, thông minh lắm. Mẹ Kim Ngân cũng cho biết bản thân đau lòng trước những lời phán xét mình không biết lo lắng, chăm sóc cho con gái và phủ nhận thông tin này. Đồng thời bà tiết lộ từng ngỏ ý trả ơn Thúy Nga nhưng nữ diễn viên từ chối. Tôi nói với Thúy Nga, bây giờ để cô tới đưa mẹ con đi chợ, đi bác sĩ, đưa con của con đi học. Cô tình nguyện tới đưa để làm những cái gì giúp được cho con, nhưng Thúy Nga nói, thôi vì đã có người lo rồi. Chứ sự thật là tôi muốn tới để trả ơn cái đó, bà Hương bộc bạch. Trước những ồn ào cáo buộc dành cho Thúy Nga liên quan đến Kim Ngân, bà Hương bày tỏ, tôi biết điều đó cũng thấy buồn, tội nghiệp cho Thúy Nga. Thúy Nga cũng có lòng từ bi để lo cho Kim Ngân và những người vô gia cư khác. Tôi cũng khuyên Thúy Nga, con đừng buồn nữa, con cứ tiếp tục quay clip đi. Vì sẽ có nhà hảo tâm, khán giả luôn ủng hộ con, cô và con gái út luôn ủng hộ con. Tôi nói Thúy Nga không nên lo vì chẳng ai có thể thừa kiện được. Nhưng chắc Thúy Nga muốn ngừng một thời gian vì quá mệt mỏi.